Vâng, kính thưa quý vị, thưa bà con, thì hôm nay đã thông báo cho con có vận chuyển về xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An để giao hàng cho anh Long với số lượng là 7 tấn hạt. Đây đã vào xong cho anh Long 7 tấn đây. Thì thông báo rồi bà con tại Long Thạnh được biết, Bình Thạnh được biết, thì bà con có nhu cầu sử dụng phân công nghệ sinh học công người thì bà con cứ nhắc máy rồi số hotline 0989836001. Thì anh sử dụng cũng qua vụ nghe bà con, thấy kết quả tốt thì anh tiếp tục đặt từ công ty. Thì khuyến cáo bà con dầm dầm đây, bà con có nhu cầu thì xem mô hình thì đến mô hình tại nhà anh Long để bà con xem mô hình thực tế và chia sẻ những cái kinh nghiệm mà ba vụ qua thì anh đã làm công nghệ sinh học của người này.